Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và mấy phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài tập rồi đúng không nào? Tới bài 6.33 rồi. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần luyện tập chung em nha. Luyện tập chung. Ở trong đây người ta cho em hai ví dụ. Thầy sẽ phân tích cho em hai ví dụ này. Rồi người ta tiến hành làm phần bài tập bắt đầu từ bài 6.34 em nha. Ta sẽ đi sang ở ví dụ 1 này. Cho cái phương trình bậc 2 x bình phương trừ 7 x cộng 5 bằng 0. Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Thì cái này để mà chứng minh đó thì chúng ta sẽ tính cái gì nha? Chúng ta sẽ tính delta. Nếu mà delta nó lớn hơn 0, delta nó lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ suy ra nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây người ta đã giải các em rồi, tại vì người ta đã giải rồi nên thầy không có giải nữa. Các em hiểu nào? Ở đây chúng ta người ta yêu cầu chúng ta sẽ tính delta này, tại vì delta chúng ta là 29 lớn hơn 0 nên sẽ có hai nghiệm phân biệt, là cái câu này này chứng minh. Thì bằng cách chúng ta phải tính delta, và delta này phải lớn hơn 0 thì chúng ta kết luận được nó có hai nghiệm phân biệt. Ở cái câu A này, ở đây thầy nghĩ có một số bạn sẽ khó hiểu ở từ câu B này xuống đây này, hơi khó hiểu này. Đối với cái dạng mà tổng và tích ở đây á, chúng ta phải thêm vào bước nha. Ở đây người ta không nói nè, mà người ta làm như này chắc chắn người ta không hiểu nè. Đối cái dạng này, các em hãy thêm giùm thầy vào, thêm vào này 2x1x2, và khi thêm vào bao nhiêu thì chúng ta bớt ra là bấy nhiêu. Thầy giảng rất chậm ở chỗ đây, chúng ta không hiểu chỗ đây này, thầy tin chắc là như vậy. Khi đó chúng ta sẽ nhóm này, thằng này và thằng này một nhóm để ra hàng đẳng thức, còn thằng này để trống nha. Thầy chỉ làm rất chậm để chúng ta hiểu này, ra được là x1 bình phương cộng cho 2x1x2 cộng cho x2 bình phương. Ta viết lại theo kiểu hàng đẳng thức số 1 để chúng ta ra, trừ ở đây cho 2x1x2. Khi đó ở đây nó sẽ bằng ra được là x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ cho 2x1x2. Nên là từ cái chỗ đây mà ra chỗ đây, nên người ta chỉ viết kết quả ở đây, nên ngay chỗ đây chúng ta chắc chắn không hiểu, tại vì người ta sẽ bỏ bước thứ nhất và người ta bỏ bước thứ hai, chắc chắn ta sẽ không hiểu ở chỗ đó. Nghĩa là ở đây chúng ta còn phải thêm vào và bớt ra, thêm vào và bớt ra, có hiểu chưa? Thêm vào mục đích để làm gì? Để chúng ta nhóm với hai thằng này để ra được hàng đẳng thức. Và sau đó chúng ta áp dụng cái định lý VF, x1 cộng x2 là bằng trừ b trên a, và x1 nhân x2 là bằng c trên a. Như vậy trừ b trên a, như vậy ở đây b người ta này, b đây chính là b này, b là -7, như vậy trừ cho trừ 7 trên a người ta là 1, nhưng mà kết quả đây là 7. Còn x1 2 c trên a nghĩa là bằng 5 trên 1 là bằng 5. Như vậy ngay chỗ đây là bằng là 7 bình phương này, thế chỗ đây này x1 x2 là bằng 7 này, như vậy nó là 7 bình phương này, trừ 2 nhân 5 này, x1 nhân x2 là bằng 5 này. Người ta không có nói em, khổ vậy. Người ta giải nhưng người ta không có nói, nên chắc chắn là người ta không có hiểu tại sao ra được như vậy. Thầy biết điều đó nên bắt buộc thầy phải giải thích để người ta hiểu cái bài này. Hiểu chưa? Đó, ok chưa? Bây giờ ví dụ 2. Chứ nếu như là môn toán ấy, mà các em nhìn vào chỗ nào, tại vì trong cái phần mà sách giải hoặc là một số giáo viên giải tắt, giải nhanh, chúng ta nhìn vào chúng ta chả hiểu cái bước đó, từ bước A qua bước B, từ bước B qua bước C chúng ta chả hiểu cái gì hết, thì coi như chúng ta là xong rồi đó. Tại vì có một số sách giải hoặc là một số người giải là rất là tắt, rất là nhanh. Chỉ có thầy giáo dạy toán hoặc là những bạn cực kỳ giỏi thì mình biết được là cái người đó hoặc là quyển sách đó nó giải, nó lược bỏ qua những cái bước nào. Các em hiểu nè. Thì thế các em cần thầy quan chứ. Nếu như mà các em hiểu hết thì thôi, chứ các em lên YouTube các em học làm gì. Đúng không? Tiếp tục bài ví dụ 2 này. Cái bài này nó có một công thức liên quan tới môn lý và môn hóa em nha. Nghĩa là cái bài này thầy chỉ cần nói này người ta hiểu này. Cái công thức ở đây thầy muốn nhắc đó chính là cái khối lượng sẽ bằng thể tích nhân cho khối lượng riêng. Thằng này đã chính là khối lượng. Cái thằng này mai mốt ta được học về phần hóa, nó gọi là khối lượng dung dịch. Thằng này chính là thể tích và thằng này chính là khối lượng riêng. Có được chưa nào? Như vậy từ công thức này này, chúng ta suy ra thể tích sẽ bằng khối lượng chia khối lượng riêng. Như vậy này, ở đây các em nhìn này, thể tích của miếng kim loại, thằng này đây chính là khối lượng. Đây, đó chính là khối lượng này. Đấy. Nặng 600g đây chính là m này. Đây chính là khối lượng riêng này. Đây chính là x. Gọi x là khối lượng riêng này. Chúng ta phải thuộc công thức này thì chúng ta mới hiểu được cái bài này được.
Đây chính là khối lượng và đây chính là khối lượng riêng D. Đây chính là khối lượng. Đây này. Và đây chính là khối lượng riêng D. Đó. Phải thuộc công thức này này thì cái bài này người ta đọc vô người ta mới hiểu được. Nếu người ta không thuộc được công thức này và không hiểu công thức này thì cái bài này người ta nhìn vô không bao giờ người ta hiểu được tại sao nó ra được cái hai thằng này được. Và người ta lập được phương trình này được. Thì dám chắc ăn một điều là như vậy. Nếu người ta không nắm được công thức này. À, tại vì ở đây người ta đã giải rồi. Quan trọng là lập ra được cái phương trình này này. Và tại sao nó ra được cái này này là phải có công thức đây. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập nha. Ở trong đây người ta cho 1, 2, 3, 4, 5. Thì bây giờ thầy sẽ giải cho các em 3 cái bài này. Rồi 2 cái bài mà lập phương trình thì thầy sẽ giải sâu cho các em nha. Ta đi sang bài 6.34. Ta đi sang câu 6.34 em. Người ta yêu cầu các em tính nhẩm nghiệm. Các em nhớ thầy hai cái dạng mà chúng ta phải nhớ này. À, nếu như cái dạng 1 á, các em nhớ nè. Cái này học rồi nha. Có dạng là A cộng B cộng C mà bằng 0 á. Nghĩa chúng ta lấy các hệ số đó chúng ta cộng lại bằng 0 á. Thì chúng ta kết luận là một nghiệm á, X1 sẽ bằng 1 và một nghiệm X2 sẽ bằng C trên A. Đúng không? Nếu mà dạng 2 mà cái dạng là A trừ B cộng C mà bằng 0 á. Thì chúng ta kết luận X1 nó sẽ bằng âm 1 và X2 sẽ bằng là âm C trên A. Nhóm là như vậy. Như vậy ở đây chúng ta nhẩm này. Chúng ta nhẩm này nha. Bây giờ chúng ta lấy hệ số. Đây chính là A này. Đây chính là A. Cả cái này chính là B cỡ cả dấu âm này luôn nha. Và đây chính là C. Như vậy chúng ta lấy căn bậc 2 của 2. À, trừ ở đây căn 2 của 2. Cộng 1. Cộng 1. Như vậy đây sẽ bằng căn 2 của 2. Trừ căn 2 của 2. Trừ 1. Cộng 1 ở đây. 2 này trừ nhau bằng 0. 2 này cộng nhau bằng 0. Thì chứng tỏ nó bằng 0. Chứng tỏ nó áp dụng cái dạng 1 ở đây. Vào cái bài này. Như vậy khi đó chúng ta suy ra ở đây là chắc chắn một nghiệm X1 sẽ bằng 1 và X2 sẽ bằng C trên A. C chúng ta là 1, A chúng ta là căn 2 của 2, nghĩa là 1 trên căn 2 của 2. Cái phần trục căn thức ở mẫu chúng ta học rồi. Ở đây chúng ta nhân căn 2 của 2, ở đây chúng ta nhân căn 2 của 2. Thì chỗ này đã ra được là căn 2 của 2 trên 2. Xong, ở câu A. Hiểu không? Các em. Ok, bây giờ tiếp tục. Ở đây thử cộng thử nha. Ta lấy 2 nè. Cộng căn 2 của 3 trừ 1 trừ 3 cộng căn 2 của 3. Như vậy hàng này coi thử nè. Coi thử nó phải triệt tiêu không? Em. Ở đây là dấu cộng nè. Ở đây là dấu cộng các em ơi. Như vậy chứng tỏ nó thuộc cái dạng ở đây là trừ. Chứng tỏ thằng này nó thuộc dạng 2 là A trừ B cộng C bằng 0 này. Thôi đúng không? Đây này, em nhìn lại này. 2 trừ nè, căn 2 của 3 trừ 1 trừ 3 cộng căn 2 của 3. Thì chứng tỏ khi chúng ta bỏ ra thì nó cái này nó bằng 0 được. Chứng tỏ cái câu B này có một nghiệm là gì? X1 sẽ bằng âm 1. Đúng không? X1 sẽ bằng âm 1 và X2 sẽ bằng là trừ C trên A. Trừ C trên A nghĩa là đây là cả cái này là C này. Cả cái này là C này nha. Ta hiểu không? À, cả cái này là C. A của chúng ta này. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta lấy X2 là bằng trừ C trên A. Ở đây là trừ mở ngoặc ra trừ 3 cộng căn 2 của 3. Trên 2, nghĩa là bây giờ mình 3 trừ ở đây cho căn 2 của 3 trên 2. Hiểu không? Vậy thôi. Các em rõ chưa? Như vậy ở đây chúng ta cần phải nhẩm nghiệm nha. Chúng ta sẽ nhẩm nghiệm. Đây, bài này nghe. Nghe chỗ đây là dấu trừ em nha. Chỗ đây là dấu trừ. Trừ không phải cộng thôi. Được chưa? Ok. Rồi. Tiếp tục. Câu 6.35. 6.35 nghe em. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc 2. X bình phương trừ 5x cộng 3 bằng 0. Không giải phương trình hãy tính nè. Cái này thì thầy đã hướng dẫn cho em rồi. Ở đây x1
bình phương cộng với 2 bình phương thì chúng ta cần phải thêm và bớt. Em hiểu không? Cái này chúng ta cần phải thêm và bớt. Em hiểu không? Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải thêm cái gì? Chúng ta phải thêm vào ở đây là 2x1x2 và bớt ra là 2x1x2. Hiểu không? Đó. Như vậy ở đây chúng ta, thầy sẽ giải cho em luôn nha. Bước đầu tiên thì chúng ta phải tính delta để chứng minh nó có hai nghiệp phân biệt. Các hiểu chưa? Ở câu A này, ở câu A ta có nha, x1 bình phương cộng x2 bình phương, chúng ta sẽ bằng này, x1 bình phương cộng x2 bình phương, chúng ta thêm vào là 2x1x2 và chúng ta bớt ra là 2x1x2. Chúng ta gặp dạng này chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta nhóm ba thằng này vào một nhóm để ra được hàm lượng thức, đó chính là x1 bình phương cộng 2x1x2 cộng x2 bình phương và trừ lên cho 2x1x2. Được chưa nào? Đó. Như vậy ở đây bằng cái thằng này ra được là x1 cộng x2 tất cả bình phương, nghĩa là chúng ta phải ra tổng này. Còn ở đây trừ em, thầy chưa nói. Ở đây trừ, chúng ta ghi xuống trừ là 2x1x2. Như vậy ở trên đây chúng ta thấy này, x1 cộng x2 sẽ bằng là trừ b trên a thì sẽ bằng, còn x1 nhân x2 sẽ bằng c trên a, sẽ bằng trừ b trên a. Như vậy nó sẽ là trừ cho trừ 5 chia cho 1 thì bằng 5 này, c trên a là bằng 3 chia 1 là bằng 3. Ok, như vậy chúng ta thế vô, như vậy thằng này ra 5 bình phương, tại vì x1 cộng x2 là bằng 5 này, trừ đây cho 2 nhân ở đây cho 3 thì đây bằng, thầy nói 5 mũ 2 bằng 25 trừ cho 6, đúng không? Thì ở đây sẽ bằng 19. Xong. Được chưa? Ở câu B, ở đây là x1 trừ x2 tất cả bình phương. Rồi, chúng ta nhìn này, chúng ta cứ khai triển hàm thức này ra, ra được là x1 bình phương trừ 2x1x2 cộng ở đây cho x2 bình phương. Sau đó tiếp tục chúng ta lại ra được là x1 bình phương cộng cho x2 bình phương trừ cho 2x1x2. Tới đoạn này này, các em nhìn này, cái đoạn này chính là cái đoạn này. Chúng ta thế cái thằng này vô này. Có đúng không? Tại vì trên đây chúng ta đã làm rồi. Các em hiểu không? Ok. Rồi. Mà nhưng mà cái bài này ở câu A chúng ta có này. x1, x2 bình phương ở đây chúng ta lấy bằng tính ra bằng 19 nè. Đấy. x1 bình phương cộng x2 bình phương là bằng 19 này, 2 này cộng lại bằng 19. Như vậy ở đây chúng ta cho nó vào một ngoặc ở đây. Chúng ta không cần tính nữa. Thằng này bằng 19 trừ 2 nhân ở đây cho x1, x2. x1, x2 chúng ta bằng 3. Chứng tỏ 19 trừ 6 là bằng 13. Sao? Được chưa? Ok. Nha. Được chưa nào? Để giải cái bài này thì cái đoạn đầu chúng ta cần phải làm như thế này. Đó, chúng ta cần phải chứng minh cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt cái đã. Có hai nghiệm phân biệt. Khi đó chúng ta áp dụng cái định lý VS. Chúng ta làm như thế này. Cái cách trình bày á, chúng ta phải ghi câu này vô trước. Câu A và câu B. Hiểu không? Đó, ok chưa? Ở câu B này á, tại vì sao ở chỗ này á, nó liên quan tới câu A, nên chúng ta muốn lấy ở câu A này, chúng ta ráp xuống đây thì nó nhanh. Còn giả sử nha, cái bài này mà người ta chỉ cho các em ở câu B không, thì chúng ta bắt buộc phải làm như này nha. Thầy chỉ nè, x1 trừ x2 tất cả bình phương đúng không? Bước đầu tiên chúng ta cần biến đổi ra x bình trừ cho 2x1x2 cộng cho x1 bình phương, x2 bình phương. Khi đó là nhóm thằng này một nhóm x1 bình phương cộng x2 bình phương, một nhóm trừ 2x1x2. Mà cái này chúng ta sẽ thêm và bớt, đúng không? Thì thằng này chúng ta có phải viết về được là trở thành là x1 cộng x2 bình phương trừ cho 2x1x2, rồi trừ thêm cái thằng này một lần nữa này, 2x1x2, thì thằng này sẽ bằng là x đây, bình phương ở bên ngoài này nghe nha. Như vậy ra được x1 cộng x2 tất cả bình phương, ở đây trừ cho 4x1x2 này. Đó. Chúng ta gặp dạng này chúng ta phải hiểu như vậy.
Nghĩa là chúng ta cũng thêm bớt, thêm vào và bớt ra ở cái chỗ này. Tại vì chỗ này chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta thêm vào là 2x1 2 và trừ ra 2x1 2 để chúng ta đưa về nó dạng hàm hình thức ở đây. Hiểu chưa? Nếu mà người ta không cho em ở câu A thì chúng ta có thể khai triển ra như thế này. Rất là dễ hiểu luôn nghe. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu 6.3/6. Tìm hai số U và V. Các em nhớ là cái phương trình này này. Tổng S là UV, còn tích là UV. Như vậy từ đó chúng ta thấy trong phương trình là X bình trừ SX cộng cho B bằng 0. Phải nhớ là cái phương trình này. Đúng chưa? Như vậy thì sau khi chúng ta nhớ lại cái phần đó thì chúng ta thế vô trở thành là x bình phương trừ 15x cộng cho 56 bằng 0. Đúng chưa? Chúng ta giải ra. Chúng ta giải delta các kiểu ra rồi chúng ta bấm máy tính để chúng ta kiểm tra xem thử này. 1. Tới bây giờ thì cái việc mà tính delta rồi giải cái này ra thì đối với ta dễ quá dễ rồi. 87. Như vậy nó có hai trường hợp. Như vậy U mà bằng 8 thì V bằng 7 và ngược lại, hoặc là U bằng 7 thì V sẽ bằng 8. Có hai trường hợp như vậy. Các em hiểu chưa? Ở câu B. Ở câu B thì nó không cho sẵn. Nó không cho sẵn nghe. Mà người ta lại cho theo cái kiểu bình phương thì chúng ta phải biến đổi ra. Chúng ta phải biến đổi cái thằng này ra, nghĩa là như này. U bình V bình bằng 125 đúng không? Thằng này chúng ta cũng sẽ thêm và bớt. Thằng này chúng ta sẽ thêm và bớt U bình cộng V bình. Chúng ta thêm vào là 2UV và bớt ra là 2UV. Tại vì bản thân UV đây đã có rồi này. Tính ta sẽ tính được 1, 2, 3. 3 thằng này chúng ta làm một nhóm thì thằng này nó ra được là U cộng V tất cả bình và trừ cho 2UV sẽ bằng 125. Chúng ta thế UV ở đây là bằng 22 ở đây vào chỗ đây. Như vậy ra U cộng V sẽ bằng bình phương ở đây trừ ở đây cho 2 nhân ở đây cho 22 sẽ bằng 125. Như vậy U cộng V bình phương trừ đây cho 44 luôn sẽ bằng 125. U cộng V tất cả bình phương sẽ bằng 125 cộng ở đây cho 44, ta chuyển vế đổi dấu. Như vậy U cộng V bình phương ở đây thằng này sẽ bằng là 169. Đúng không? Chứng tỏ ở đây nó có hai trường hợp, U cộng V là bằng 13 và U cộng V sẽ bằng -13. Chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp. Đây là trường hợp 1 và đây là trường hợp 2. Trường hợp 1 chúng ta có gì? U cộng V là bằng 13 với lại U nhân V. U nhân V bằng bao nhiêu? U nhân V là bằng 22. Chúng ta thế vào cái chỗ nào? Đây, chúng ta thế vào chỗ này. Tổng và tích này. Như vậy chúng ta thế vô được trở thành là gì? X bình phương trừ 13X và cộng ở đây cho 22 bằng 0. Chứ gì nữa? Các hiểu không ta? Hiểu đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta bấm máy tính này, dùng máy tính và chúng ta bấm menu 922 sẽ bằng ở đây là 1 trừ 13 22 11 12. Như vậy từ đây chúng ta suy ra hai trường hợp là U sẽ bằng 11, V bằng 2, hoặc là U bằng 2 thì V bằng 11. Nó có hai trường hợp như vậy. Cái trường hợp thứ hai, là người ta có U cộng V là bằng -13 và U nhân V là bằng 22. Như vậy thì nó ra được là X bình ở đây trừ và chỗ đây trừ thành cộng 13, X và cộng đây cho 22 bằng 0. Ta dùng máy tính ta bấm menu 922. Ở đây là 1 13, 22, -2, -11. Rồi, nó đều có nghiệm hết à. Như vậy U ở đây bằng -2 thì V bằng -11, hoặc U bằng -11 thì V bằng -2. Vậy thôi. Ta giả ra là có hai trường hợp như vậy. Như vậy thì đối với cái bài câu B, câu A này thì quá dễ rồi. Chúng ta thế chỗ đây một phát một là ra. Chả có gì phải suy nghĩ cả, không có gì tư duy động não cả. Nhưng ở câu B này nó phải động não là chỗ này nè. Chúng ta phải xử lý thêm và bớt. Chúng ta phải thêm vào và bớt ra. Đó, chúng ta thêm vào này, bớt ra này. Ta nhóm ba thằng này một nhóm là trở thành hàm hình thức. Chỗ này UV ở đây chúng ta sẽ thế chỗ
cái chỗ u nhân v này bằng 22 vào chỗ này. Để chúng ta thế. Thế vào chúng ta tìm. Từ đó chúng ta tìm cái gì? Để chúng ta tìm u cộng v là bằng bao nhiêu. Đấy, u cộng v bình phương bằng 169 thì u cộng v sẽ bằng 13, tại vì căn bậc 2 cùng 169 thì bằng 13. Có hiểu không? Căn bậc 2 cùng 169 là bằng 13, thầy giải thích để chúng ta hiểu nha. Tại sao từ đây xuống đây bằng 13 này. Đó. Khi như vậy chúng ta chia thành hai trường hợp chúng ta giải thôi. Quá đơn giản luôn. Hiểu chưa? Ok. Đây, câu A này. Câu A thấy xong chưa? Câu B này. Hiểu không? Từ chỗ đây này, chúng ta phải hiểu tại sao nó ra được như thế này nha. Chỗ này thầy làm như thế này, các em có hiểu không? Hay thầy làm lại cho các em? Hay làm như giống như chỗ kia. Chỗ ta có chỗ này các em hơi khó hiểu đúng không? Bỏ cái này này. Chúng ta sẽ có này. U bình phương cộng V bình phương cộng vào 2UV trừ đi cả 2UV này. Chúng ta nhóm 1, 2, 3, một nhóm thì cái thằng này nó ra được là U cộng V tất cả bình phương trừ cho 2UV này. Đó. Như vậy thì thằng đúng không nào? Đúng chưa? Chỗ này bằng ở đây là U cộng V tất cả bình phương trừ đi 2 nhân cho 22, và chỗ này sẽ bằng 120 mấy? 125 đúng không? Đúng chưa? Từ đó chúng ta xuống dòng là chúng ta có U cộng V tất cả bình phương sẽ bằng 125 cộng ở đây cho 44. À, mà thằng này sẽ bằng 169 nè. Tại vì 2 này cộng lại bằng 169 thì từ đó chúng ta mới suy ra được cái này. Chứ không em nhìn vô thì em không hiểu nữa cũng không được. Làm theo kiểu bình phương kia có vẻ hơi khó hiểu. Trường hợp 1. Chúng ta có U cộng V bằng 13 và U nhân V bằng 22. Trường hợp 2. Đó. Rõ ràng như vậy ha. Vậy rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái hai bài còn lại. Và thầy chúc cho em học tốt và em nhớ thầy giải hai bài còn lại nha. Hai bài còn lại này nghe. Bye bye các em. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp em. Đấy, đẹp luôn. Chà.